Suy tính hết nha. Học hỏi nha mấy cưng. Nè, tránh mấy cái học hỏi kiểu này, láo cá gian lận cũng nên đâu. Ồ, ai nói gì vậy má? Rồi mũi nó bay đứa con. Hàng chiên luôn em ơi. Từ trật tự. Cô tưởng tôi là tặc răng không? Từ người một, thứ tự từ người một. Lần lượt vô giấy đi đăng ký khoa khôi. Nói là một lần em ăn hết nguyên miếng bánh này nha. Dạ. Em ăn khỏe dễ sợ. Dạ em cảm ơn anh nha. Nếu không có anh á chắc em mất nghiện chết rồi đó. Em ăn dễ sợ. Đi đi, em đi đâu? Dạ em đi hướng này. Ủa chứ không phải đi bên đây hả? Đúng rồi, em đi hướng này. Dạ. Vậy đi đi. Ủa không đi chung hả? Không, anh đi đường này mà. Ủa lâu quá mới gặp. Đi á. Bye. Ê nhưng mà có gì? Đi 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 đi. Dạ. Đi á. Ôi xấu hổ thiệt mà. Thank you.
nhiên bữa nay con rủ ông đi uống cà phê vậy đấy. Dạ tại vì thèm cà phê quá nên rủ ông đi uống cà phê cho nó vui. Bình thường tao thấy mày đi với thằng Hứng không à? Đời nào mà đi với ông già này đúng không? Dạ thì đi với Hứng mất hứng rồi nên đi với ông già cho vui. Nói ăn ông già tao xỏ cái này lên đầu mà đi rồi. Con nói lộn không? Con nói lộn. Con nói là con muốn đi với ông cho nó có không khí mới. Dạ. Mở mắt to ra. Hình như là ông nhìn thẳng vô mặt con. Nó ẩn hiện hai chữ gian dối gì á. Đúng không? Anh nói gì vậy? Người ta gian dối là mắt phải lắm liền chứ đâu nhìn mắt con có bệnh gì đâu. Sao? Đâu có gì đâu, ông đừng có nghi ngờ lòng tốt của con cháu trong nhà. Đó mới nói nha. Dạ. Uống cà phê. Uống. Mình làm hết hậu mày. Hãy đến, hãy đến với anh đêm này. Hãy cất tiếng ca cho đời mê say. 1, 2, 3, 4 con em đều chết. Chết chắc chết với anh đêm này. Chết hết luôn. Về rồi. Đi đi con chuyện. Chuyện gì ăn mặc nhìn nghi quá à. Bây giờ tao ba mày hay mày ba tao? Giờ đi đâu cũng phải thông báo cho biết. Đâu có, tại thấy giống thì cô hỏi thôi. Giống gì vậy? Trong phim mà tối chiếu đó, gia đình hạnh phúc đó. Là sao? Thì cũng con về con hỏi mấy cái câu thoại đó, ba trả lời cũng gần gần giống, con tưởng ba có coi. Là cũng hai người, hai trẻ con về cũng đối thoại vậy đó. Cái sau đó, cái người cha đi uống bia ôm. Dạ. Khùng hả? Dạ. La dù bia ôm cho lớn lên má mà nghe má xuống má chửi tao hả? Thì thôi sợ quá thôi đừng đi. Tao không có sợ nha. Tao tao nể thôi chứ không có sợ. Đó, má nghe không? Má nghe cái gì? Mày á học hành không lo học hành. Bà thấy á có... Nghe má nghe thấy tiếng má nghe nói dùng là ha. Mày hay quá ha. Mày hay quá ha. Từ sáng giờ bảnh mắt đi đâu mà tới giờ này mới về? Đi kiếm gà. Hay không? Suốt ngày mày lo đá gà không hả mày? Nha. Vậy ba con mà không kiếm được gà là gia đình mình tan nát á. Má gì mà không kiếm gà nay gia đình tan nát? Trời, má kêu đi kiếm gà, về tối nấu cháo ăn, không có cái đồ ăn đó Hứ ơi, tan nát không? Má mày kêu. Đó. Ở đây vô tao hỏi mày. Dạ, mày kêu con gà ngon quá, thiệt, ngày hôm nay bèo lắm, quay 300, thiệt mấy anh em vòng vòng đá nhau mệt đã lắm. Hay không? Cũng đi đá gà mà đặt xào xạo. Có gì đâu. Chuyện mày mày giữ, chuyện ba ba giữ. À, vậy nha. Rồi đi à? Dạ. Ba đi vui vẻ. Kệ tao mày vui không kệ tao. Ba đi bia vui vẻ. Đó. Biết rồi. Ăn không đủ no, bày đặt đi thi với thố. Rảnh quá, ở không làm ba có chuyện tào lao xịp bộm. Tại chú Năm không biết nữa thôi á, chứ trên phường người ta đăng ký xếp hạng đông nghẹt à. À mà quên, con thấy cháu gái chú Năm cũng ở trên trển đó. Cái gì? Con nói thiệt hả? Dạ thiệt. Lẹp. Chà, rủ tao đi uống cà phê đồ ha. Cha, cái mặt bây giờ thấy lãng lãng nha. Hình như là con có giấu ông điều gì đúng không? Làm gì có ông. Không có ha. À, ông nhìn thấy trong mắt của con nó hiện lên hai chữ gian dối đó con. Bây giờ ông hỏi thiệt con nha. Ông đối xử với con sao? Dạ tốt. Tốt. Vậy bây giờ có cái gì giấu ông? Con nói cho ông nghe coi. Đâu có gì đâu ông. Mày nói thiệt không có không? Con nói không có. Nè, nói láo là chết cho tao nghe chưa? Nghe không? Không có. Không có hả? Nói. Con không biết gì đâu. Mày... À, con đi à. Mẹ. Mày... 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 Lép. Lép. Đứng lại mà. Tiếp.
vậy sao á? Đi thi qua Khôi hả? Con qua anh kia kìa. Dạ. Qua bên nha sĩ làm răng lại. Bây giờ tôi chịu không nổi rồi, đi giùm cái họ cười dối vô đau bụng bây giờ. Má ơi, cái răng cụ giờ cũng đi thi nó không nổi. Đi đẻ. Sao sao mặc áo bầu? Ủa áo kiểu giờ mặc vậy dạ, không dạ, hả? Đúng rồi. À, nè em cầm tờ giấy nè. Qua bển ngồi ghi, ghi xong rồi lại đi nộp. Dạ. Coi chừng dưới sợi dây giờ. Cô đi đăng ký hè hả? Dạ không, đi qua Khôi. Em đi thi qua Khôi. Dạ. Em nay nhiêu tuổi? Dạ 20 rồi. 20? Dạ. Khoai nhất cái câu em đi thi qua Khôi. Nè, ghi vô đi rồi em đi nộp. Dạ, có gì nhờ giả cứ hỏi thăm nha. Ý tạc lăng. Nãy anh ra em mừng nhất luôn. Như tôi cũng để ý bạn nhất luôn á. Dạ. Ái đi đâu đây? Thôi. Ấy đi thi qua Khôi hả? Ừ. Không hay ấy đăng ký câu lạc bộ hung ký đi. Thôi. Đi vô làm bạn với mình nè. À. Ê, thì bà. Thôi. Thi qua Khôi hả? Đó. Ấy quá tuổi rồi đó. Trẻ măng hả? Không có trẻ nữa. Trẻ lắm. Không trẻ. Trẻ. Trẻ đâu mà trẻ. Trẻ. Vậy sao không để cho con gái vô nói chuyện luôn? Đó, nhỏ con gái nó nhát lắm cho nên là mình nói giùm. Ở vậy hả? À, lấy phiếu rồi nói con gái ghi vô rồi qua mình nộp. Dạ, dạ. Hả? Dạ. Hả? Bạn bạn. Cho mình xin thêm tờ được không? Chi vậy? À không, sợ nó ghi hư. À. Sai mình có một hai luôn chứ đỡ có công qua đây mình xin nữa. Mẹ biết lo cho con quá. Dạ. Có bà mẹ và quý lắm. Ê, dạ, này tao ghi tên tao vô nộp luôn, ổng đâu biết. Vậy luôn hả má? Em chào anh. Nè, em cứ điền thông tin vào đây đi. Hai đứa. Muốn bé ra thi luôn hả? Dạ dạ. Ủa đi thi sao cầm chuối không? Dạ dạ, chứ cầm chuối, tại mình ăn chuối á, một đứa sẽ trơn thua, trơn tụi, trơn tụi. Dạ dạ, đi thi mà chuối cho nó chuối. Nè, tay cầm chuối đẹp, dễ thương. Dạ, có dịp này tôi mới tiếp xúc được bà con ở trong phường á. Cái phường tôi sao nó xấu không ta? Hên á là còn có mấy cô này mà còn vớt vát được á. À, cho mình mượn cái viết nha bạn. Có đi viết. Dạ, uống cho mượn. Không, cái viết xong rồi. Không. Con này. Người đâu mà mất lịch sự sợ. Không có văn hóa mà ha. Ừ. Sợ ai người ta. Trời, bởi vậy nè, má dặn nè. Nè, nghe cô dặn nè nha mấy đứa. Dạ, mình ở hiền á thì dạ. Gặp lành, đừng ở ác. Má công gặp ác nghe tụi bay. Dạ. Ôi chết rồi má ơi. Vậy? Không biết hồi nãy té cái mặt đập xuống đất có bị gì không á ha. Trời ơi thi qua Khôi mà cái mặt bị nát bấy rồi sao thi vậy? Thôi đi nộp con ơi. Dạ. Gì? Mai mẹ con ngoài đường khoai đáng. Chờ đó. Ủa kêu chờ cái gì vậy? Thôi nó nghe là bận nó quá chờ được. Đi nộp đi, đi nộp. Dạ, 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 dạ. Ừ đi, đi chưa? À, xin lỗi, má ơi cẩn thận cái chuyện trả chuối nha má. Trời ơi, mình đi nghe nè mình. Nè ở hiền nè, dạ nghe nói nè. Đâu bị gì đâu. Hết sức chịu đựng má. Tự nhiên cái té trước mặt hai mẹ con nó quê gì đâu mà quê. Thì chứ trời, ai mà thức như ngát đứt vậy trời. Nghĩ sao về gió chuối của người ta mà đúng không? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà ăn vỏ chuối xong không quăng vô thùng rác đúng không? Tại sao vậy? Trời ơi, để tôi thấy đi nha, để tôi thấy đi nha. Nó nghe nè, hình như là tao biết cái con mà ăn chuối á. Đứa nào? Ai? Quen lắm. Nói liền ai? Mày. Dám ăn chuối đúng không? Sáng cơ ăn chuối. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Cái này gọi là quả báo nè. Hết sức chịu đựng. Cái này là gậy ông đập lưng ông đó. Đi lẹ đi.
Ông xin lỗi ông. Mày định giết tao hả Lép? Ông xin lỗi ông. Ủa mà ông định đi đâu vậy? Tao đi lên phường á. Tao lôi con Na về nhà. Ông làm vậy không được. Ông làm vậy là Na mắc cỡ với mọi người lắm. Hay là bây giờ mình về nhà rồi mình tính cách khác được không ông? Tính cái gì tính? Về tới nhà đó, tao tính mẹ con nó. Xong rồi đó, mày cũng không phải là thằng ngoại lệ đâu. Ông ai đi vậy? Ủa em về sớm nhở? Vậy à, con chuyện đi à. Nghĩa là con nghĩa lại nha. Ông lên nghĩa. Ê khoan, lại qua đây, Dạ. Lấy mà. Cho hai đứa ăn bánh nha. Thì sao anh tới? Rớt. Ủa, mới đưa coi có đứa nào rớt lụm lên ngay. Có rớt gì chợ, anh đâu có nhiêu đây à, rớt gì? Ba rớt. Ai vậy? Ủa, ba. Đứng lại. Nghiêm. Giống kẻ cờ quá. Nghỉ. Ủa, ba. Ba đi đâu? Vô đây chi vậy? Cái câu này là ba hỏi con mới đúng. Mà tại sao vậy? Sao con cứ vô mấy cái chỗ này hoài vậy con? Con có biết là vợ của mày nó cũng biết cái chuyện này không? Đâu có đâu. Lâu lâu con mới vô đây một lần à. Trời ơi, lâu lâu. Mày qua mặt ba mày sao được con? Trời ơi, một tháng vô đây 15 ngày đúng không? Ai nói với ba một tháng con vô đây 15 ngày? Người trong nhà nói mày. Trong nhà là ai? Lép. Lép. Tôi biết có ông ở đây, đừng sợ, cứ nói thật. Qua bên đó đi. Tôi đi biểu. Giỡn mặt tao hả? Mày dám nói tao đi một tháng 15 ngày hả? Xạo hả? Nó xạo. Mày dám đánh nó hả? Nó dựng chuyện nó xạo. Đừng đánh con à. Vậy là mày nói dối ông phải không? Mày cũng xạo. Bây giờ hai thằng bay đi theo tao. Ủa đi đâu ba? Đi đi rồi biết. Ôi, ba là kêu đi đâu vậy? Thì chú đi rồi chú biết. Mày nói tao biết để tao khỏi đi. Chú người lớn nó mắc cười quá. Kêu đi đi cái hổ hoài. Chả kêu không mày. Thôi mày. Ủa gì kỳ vậy? Tưởng chăm dâu đổ đồ lép hết vậy? Cái gì vậy ơi? Cái thằng kêu đi theo á, không chịu đi theo. Còn cái thằng Lép nữa, nửa chừng cái nó bỏ mình. Trời, cái thằng rớt dọc đường nó cũng rớt lại luôn nữa. Ủa con hả? Lai Na. Ông nội. Ông nội. Để 1, 2, 3 chạy nha con. Dạ dạ. 2 Đừng lo. Anh Năm. Cô Tám. Cô Tám đi đâu vậy? Tôi đưa con Hậu nhà tôi đi đăng ký thi qua coi. Anh Năm đưa con Na đi thi luôn hả? Đúng rồi. Anh Năm làm vậy là tôi chịu nè. Chứ tôi ghét nhất là mấy cái ông tư tưởng cổ lũ sĩ cấm cản từ nhỏ không cho đi thi. Thời này khác chứ, đúng không anh Năm? Mày dỗ gì mày? Đúng không? Đúng rồi đó cô Tám. Tôi cũng ghét mấy người mà cô Tám vừa nói vậy đó. Ừ, cho nên hôm nay tôi đích thân tôi dẫn Na nó đi đăng ký á. Na có ông nội là số 1. Sướng nha con. Dạ, con thích lắm. Cô Tám chứ hầm chứng nha cô Tám. Dạ. Thôi tôi về. Sáng giờ lo đi đăng ký chưa con nước gì đó rồi. Chào cả nhà nha. Trời, cô Tám bữa nay mặt đẹp quá, nhiều khỏe nha Tám nha. Nhiều khỏe.
Dạ sao ba? Ba ơi, mẹ cái gậy ba ơi. Nhìn tám dữ quá. Sao không nội? Dạ ba. Thôi mấy về ăn cơm đi con. Ba đói bụng quá. Đi về con.